đăng ký kinh doanh trực tiếp có thể nói đây là cách đăng ký kinh doanh công ty truyền thống nhưng vẫn nhận được sự tín nhiệm của nhiều chủ doanh nghiệp mới trong cách thức đăng ký trực tiếp này sẽ bao gồm hai hình thức người thành lập doanh nghiệp trực tiếp tiến hành ủy quyền cho đơn vị pháp lý khác để tiến hành việc người thành lập doanh nghiệp tự tiến hành đồng nghĩa với việc tự soạn thảo hồ sơ đăng ký trên những cơ sở cần có và trực tiếp nộp tại phòng đăng ký kinh doanh bên cạnh đó là việc tự mình giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh cho đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn đối với hình thức ủy quyền thì người thành lập doanh nghiệp chỉ cần cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan ngoài ra những vấn đề liên quan đến việc đăng ký công ty thiết bị điện tử sẽ do chính đơn vị ủy quyền đó trực tiếp giải quyết đăng ký kinh doanh online. Cách đăng ký kinh doanh công ty này được phổ biến trong những năm gần đây, nhằm giúp người thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thực hiện. Cách đăng ký này cũng bao gồm hai hình thức: đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng, người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin tại văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin tại văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh sau khi được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Trên đây là một số thông tin tư vấn của Phan Lo Việt Nam liên quan đến các cách đăng ký kinh doanh công ty thiết bị điện tử. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cách thức nào, bạn có thể liên hệ thông tin dưới đây để được hỗ trợ.